nghiệp hóa chính là tiền đề quan trọng dẫn dắt nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đầu những năm 2000, Việt Nam bước vào giai đoạn chính của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nắm bắt xu hướng này, IDECO đã tìm ra hướng đi sáng suốt cho sự nghiệp của mình, đó là đầu tư để phát triển. 20 năm qua, thương hiệu IDECO đã được khẳng định bởi những công trình lớn thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư phát triển điện năng, đầu tư khai thác, chuyển giao các cung đường giao thông trọng yếu, xây dựng đô thị và nhà ở. Chính những lĩnh vực này đã tạo nên sức mạnh nội lực để đưa IDECO trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ phát triển hàng đầu trong ngành xây dựng. Chứng nhân lịch sử luôn còn đó, những viên gạch đầu tiên khởi nguồn cho hành trình biến vùng đất ngập mặn, sình lầy, hoang hóa, khô cằn thành nơi tràn ngập sức sống. Đây đó còn leo lét ánh sáng của những chiếc đèn dầu đang thổn thức chờ dòng điện tỏa sáng. Ba cột gỗ như chiếc kiềng ba chân vững chắc đánh dấu những ngày đầu tiên chinh phục những thử thách lớn. Với ý chí nghị lực phi thường của một tập thể IDECO, những cột mốc đỉnh cao, những công trình hiện đại liên tục ra đời. Năm 2000, thành lập tổng công ty. Năm 2005, vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3. Năm 2006, chuyển đổi mô hình hoạt động công ty mẹ, công ty con. Năm 2010, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 2. Thu nhập của 3.000 người lao động có mức tăng gấp đôi. Năm 2015, vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tháng 3 năm 2018, IDECO chính thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Một tập thể đoàn kết với tầm nhìn sáng suốt, năng động, sáng tạo và những nỗ lực phi thường. Qua 20 năm, IDECO đã góp phần vào quá trình của sự phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi thành lập, IDECO đã chọn lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp là hoạt động chính của mình. Một doanh nghiệp vừa thành lập, vốn thì mỏng, thương hiệu thì chưa có, lại chọn lĩnh vực này làm điểm xuất phát sẽ rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm và bản lĩnh của những con người đầy quả cảm, IDECO vẫn quyết định chọn đầu tư phát triển khu công nghiệp làm lĩnh vực xương sống của mình. IDECO đã bắt tay vào triển khai khu công nghiệp Nhân Trạch 1, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, IDECO đã đầu tư xây dựng mô hình khu công nghiệp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm cung cấp điện, nước sạch, xử lý nước thải, cảnh quan cây xanh và các dịch vụ khép kín. Đây là cơ sở, nền tảng và là một trong những mô hình mẫu trong phát triển khu công nghiệp của IDECO cũng như của Việt Nam. Đến nay, IDECO đã và đang đầu tư quản lý 10 khu công nghiệp trên cả nước với tổng diện tích gần 3.500 hectare, tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, có 7 khu công nghiệp ở phía Nam gồm Nhân Trạch 1, Nhân Trạch 5, tỉnh Đồng Nai, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Hữu Thành, tỉnh Long An. Có 3 khu công nghiệp ở phía Bắc gồm Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc, Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh và Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình. Các khu công nghiệp của IDECO đều có vị trí đầu tư chiến lược, thuận lợi về giao thông đường bộ cũng như đường thủy. Đặc biệt, một số khu công nghiệp có nguồn cung cấp khí đốt thiên nhiên, nguồn nhiên liệu sạch, tạo nên những lợi thế rất lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư như Henkel, Hyosung, Nippon Glass, Lingas, Bosco và nhiều nhà đầu tư chất lượng khác. Đến nay, các khu công nghiệp do IDECO đầu tư đã thu hút hơn 250 nhà đầu tư trong và ngoài nước với mức đầu tư trên 8 tỷ USD, giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động, mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế xã hội. IDECO là một trong những doanh nghiệp có năng lực hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Khởi đầu từ lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, IDECO bước vào lĩnh vực phát triển điện năng và đã trở thành một trong những đơn vị mạnh đầu tư trong lĩnh vực này. IDECO đang quản lý vận hành 5 nhà máy thủy điện với tổng công suất 322 MW. Tổng mức đầu tư trên 8.500 tỷ đồng, gồm các nhà máy thủy điện Sóc Phú Miêng, tỉnh Bình Phước, các nhà máy thủy điện
Đắc Bi 3, Đắc Bi 4A, 4B và 4C tỉnh Quảng Nam có sản lượng điện trung bình hàng năm trên 1 tỷ kWh. Qua quá trình triển khai thực hiện, IDECO đã phát huy tối đa việc tối ưu hóa thiết kế thi công và ứng dụng cải tiến trong thiết kế thi công, vượt tiến độ đề ra, tạo nên những công trình có vốn đầu tư hiệu quả nhất cho cả IDECO và đối tác của mình. Trưởng thành từ dự án Sóc Phú Miêng, IDECO đã tự làm chủ đầu tư và thực hiện vai trò tổng thầu thi công xây lắp các dự án, làm chủ kỹ thuật thi công đầm lăn, khoan hầm dẫn dòng, ứng dụng đập tràn piano, tổ hợp và lắp đặt các tổ máy chính xác và hiệu quả. Cùng với sản xuất điện năng, IDECO đã đầu tư 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 250 MW để phân phối điện trung thế cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp của mình. Hoạt động đầu tư này đã góp phần chủ động cung cấp điện cho các nhà đầu tư cũng như thể hiện trách nhiệm đảm bảo ổn định nguồn điện bằng việc cân đối từ phát điện và tiêu thụ với ngành điện Việt Nam. Có thể nói, những thành công của các dự án thủy điện nêu trên đã đưa IDECO trở thành một trong những nhà đầu tư lớn về đầu tư phát triển điện năng tại Việt Nam. Giao thông là huyết mạch, là động lực phát triển mọi mặt của nền kinh tế xã hội quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với năng lực và kinh nghiệm của mình, IDECO đã mạnh dạn bắt tay vào lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông. Hiện nay, IDECO là một trong những đơn vị để lại dấu ấn của mình tại nhiều công trình giao thông trọng điểm trên khắp cả nước. Tổng công ty IDECO đã tham gia thực hiện đầu tư thành công và BOT giao thông tiêu biểu với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, gồm dự án quốc lộ 2 Nội Bài - Vĩnh Yên, quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc và quốc lộ 51 mở rộng. Bên cạnh đó, IDECO và các đơn vị thành viên đã tiếp tục hợp tác với địa phương và các đối tác lớn, đầu tư nhiều dự án giao thông mang lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho IDECO như cầu vượt nút giao Gò Mây, cầu vượt tỉnh lộ 10, cầu vượt tỉnh lộ 10B, cầu vượt Hương lộ 2, cầu Long Đại, thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc thực hiện xây dựng các dự án do chính mình làm chủ đầu tư, tổng thầu thi công xây lắp, IDECO đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời, lực lượng xây lắp của IDECO cũng không ngừng được củng cố phát triển cả về số lượng, chất lượng và trình độ quản lý, công nghệ. Lực lượng này đã đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu của tổng công ty. Với năng lực thi công các công trình công nghiệp, từ nhà máy thủy điện, các khu công nghiệp, công trình giao thông, nhà ở đô thị, siêu thị, lĩnh vực thi công xây dựng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường xây dựng hiện nay. Đến nay, IDECO và các công ty con đã nhận thầu thi công xây dựng các công trình quan trọng như đường đi bộ Nguyễn Huệ, các công trình cầu vượt Nguyễn Tri Phương, nút giao Mỹ Thủy quận 2, cầu Rạch Rợp, cầu Mương Lớn Nhà Bè, đường Tân Chánh Hiệp quận 12, cầu Long Đại quận 9, cầu vượt đường sắt thuộc dự án đường tránh Biên Hòa, đoạn đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ, công trình hạ tầng khu công nghiệp Long Đức, Nhật Bản. Hạ tầng khu công nghiệp của các dự án do IDECO làm chủ đầu tư: khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDECO quận Tân Phú, khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhân Trạch, cho đến các công trình nhà máy thủy điện có nhiều đặc thù phức tạp và quy mô lớn. IDECO đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển và xây dựng nhà ở xã hội theo chiến lược phát triển nhà ở cho người lao động của Đảng và Nhà nước. Với kinh nghiệm, cùng với trang thiết bị hiện đại sẵn có và nguồn nhân lực chuyên nghiệp, IDECO đã đầu tư và thực hiện quản lý đầu tư 8 dự án nhà ở, khu đô thị với tổng diện tích 128 ha. Đặc biệt, trong thời gian qua, tổng công ty IDECO đã tích cực tham gia phát triển các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp với 4.200 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Dự án khu căn hộ cao tầng Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 block, 20 tầng, 737 căn hộ và bao gồm các tiện ích phục vụ cư dân. Đây là dự án đặc thù đầu tư vào các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, có 2 phòng ngủ, thiết kế đẹp dành cho người có thu nhập trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý 4 năm 2016, dự án khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDECO đã đi vào sử dụng, mang lại niềm vui an cư lạc nghiệp cho hàng nghìn người.
Dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai có quy mô 3.520 căn hộ. Đến nay đã thi công hoàn chỉnh 8 block gồm 4 block bán và 4 block cho thuê với tổng số là 1.308 căn hộ. Các căn hộ trong dự án này có giá bán hấp dẫn từ 150 đến 250 triệu đồng một căn dành cho công nhân tại các khu công nghiệp. Cũng tại đây, Adico đang đầu tư xây dựng thêm 2 block chung cư để bán với quy mô 166 căn hộ, dự kiến sẽ được bàn giao vào đầu quý 2 năm 2021. Đây là dự án được đánh giá là dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Đồng Nai, là khởi điểm đột phá về xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân xây dựng trong các khu công nghiệp. Có thể nói, từ việc tiên phong đầu tư lĩnh vực này, Adico đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội, đóng góp hoàn thành chủ trương của chính phủ về nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Adico đã tăng vốn điều lệ ban đầu từ 67 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 50 lần. Tổng giá trị tài sản từ gần 720 tỷ đồng tăng lên gần 13.000 tỷ đồng, đạt mức tăng gấp 18 lần. Năm 2017, 192 triệu cổ phần của Adico đã được bán hết trong đợt IPO, thu về hơn 4.600 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ngôi nhà Adico đã được chào đón thêm hai cổ đông chiến lược là công ty cổ phần tập đoàn SSG và công ty cổ phần tập đoàn Vitexco. Đây là những cổ đông có cùng chí hướng phát triển Adico theo hướng bền vững. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, tổng công ty Adico đã chính thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển của Adico. Ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, tổng công ty Adico công ty cổ phần đã chính thức trở thành cổ phiếu thứ 386 được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, những đổi thay lớn đầy sáng tạo và những thành quả quan trọng, tập thể cán bộ công nhân viên tổng công ty Adico đã được nhà nước và cơ quan quản lý các cấp công nhận thông qua những bằng khen, huân chương lao động dành tặng cho các cá nhân tập thể xuất sắc. Hai mươi năm chính là cột mốc ghi dấu quá trình vượt khó để hình thành vươn lên và khẳng định vị trí xứng đáng trong ngành xây dựng Việt Nam. Adico có quyền tự hào bởi những thành quả do mình dày công tạo lập nên trong 20 năm qua và vững tin vào nội lực để đưa công ty cổ phần Adico vững bước trong tương lai. Một kỷ nguyên mới, một vận hội mới đang mở ra chào đón